Chiều nay tại thành phố Đà Nẵng, Đại tướng Đỗ Bá Tị, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội đã chủ trì buổi gặp mặt đại biểu Quốc hội chuyên trách ở Trung ương, các đồng chí lãnh đạo, cán bộ, công chức của Văn phòng Quốc hội đã nghỉ hưu và các cơ quan hữu quan tại khu vực miền Trung, Tây Nguyên. Phát biểu tại buổi gặp mặt, Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tị cho biết trong năm 2020, Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, đại biểu Quốc hội đã không ngừng nỗ lực đổi mới, sáng tạo trong hoạt động, thể hiện quyết tâm cao để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Quốc hội tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động tại các kỳ họp, hoàn thành khối lượng công việc lớn với nhiều nội dung quan trọng. Năm 2021 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, là năm đầu tiên thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, thực hiện chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm 2021-2030 và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021-2025 theo nghị quyết của Đảng, Quốc hội. Phó Chủ tịch Quốc hội mong rằng, trong thời gian tới, Quốc hội tiếp tục nhận được sự quan tâm hơn nữa của các đồng chí nguyên lãnh đạo Quốc hội, các đồng chí đại biểu Quốc hội và sự phối hợp chặt chẽ hơn nữa của các cơ quan hữu quan để hoàn thành tốt nhiệm vụ, xứng đáng với niềm tin của Đảng, nhân dân và cử tri cả nước.